Vâng. Chào mừng anh em đâu, quay trở lại kênh của em. Thì cái thời gian gần đây nhờ anh em nuôi chào mào thì gọi cho em hỏi là tại sao mà con chào mào của anh lại bị ho trong lúc mà đang khai lông nhỉ? Thật ra là cái này thì rất là đơn giản phát hiện thôi anh ạ. Và rất đơn giản để biết nguyên nhân tại sao thôi, không gì khó khăn cả. Em làm video này thì phần lớn thật là cũng chỉ để chia sẻ cho anh em nào mà mới chơi hoặc là gọi là chơi thời gian về chào mào chưa được lâu thôi. Còn nhiều anh em thì chơi đã là cao nhân rồi thì chắc là cái này thì quá là xanh rồi. Cái nguyên nhân chính đầu tiên anh em phải nhớ đến đó là do chúng ta để vệ sinh lồng không được sạch sẽ. Đây là cái nguyên nhân chính nhất. Thì tại sao anh em? Anh em biết là khi chim thay lông đúng không ạ? Thì chúng ta đa phần là chúng ta kéo lồng kín suốt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nhớ anh em là chơi chim là nuôi trong nhà và treo trong phòng. Thì khi chim thay lông ấy, anh em rất sợ là bị những cái mạt lông của chim, những cái phấn lông, cái lến lông đấy, thì nó bay ra nhà làm bẩn nhà, hoặc là những cái lông chim nó thay nó rụng nó bay ra nhà bẩn nhà đó. Thì anh em muốn phủ lồng lại để cho nó sạch không bị bẩn nhà, đấy là nguyên nhân đầu tiên. Tiếp theo là anh em muốn chùm lại cho yên tĩnh, cho con chim nó thay lông được cảm thấy nó an toàn hơn, nó ra lông thay xuống lông nhanh hơn đó. Thì làm với tình trạng là con chim nó sống trong đấy nó cảm thấy bí bách, nó cảm thấy nó tù túng đó. Và kết hợp nữa là chúng ta không dọn lồng sạch sẽ thì sinh ra tình trạng gì ạ, là con chim sống trong cái môi trường bị mất vệ sinh như vậy thì nó sẽ cái tình trạng là những con ký sinh trùng ở dưới đáy lồng từ phân ấy, nó sẽ bay bám vào cơ thể con chim đó, và làm chim bị ho đó. Tiếp theo nữa là do chúng ta là không chịu giặt áo lồng. Đây là cái nguyên là gần như là em thấy là rất nhiều anh em đang mắc cái nguyên này. Thực ra chúng ta sạch thì rất là có lợi, nhưng mà nhiều anh em nào khi là dùng áo lồng cả vài năm, thậm chí là đến 3-4 năm, thậm chí là dùng áo lồng mãi không làm giặt áo lồng đó. Thì anh biết là mặc dù chúng ta dọn phân thật, nhưng mà gì thì cái những con bọ, con mạt nó sống ở dưới đáy lồng ấy, kiểu gì kiểu nó sẽ bám lên áo lồng rồi. Và anh em chỉ dọn đáy lồng không thì những con bọ mạt đấy nó cũng đã bám lên áo lồng rồi đó, mà sẽ sống trên áo lồng rồi. Thì từ đó nó sẽ sao, nó sẽ sinh sôi nảy lửa và nó bám cơ thể của con chim ra đó, làm cho chim chúng ta bị ho đó. Khi chim bị ho đấy thì nếu anh em nhìn thấy ra ngay thì rất là dễ chữa thôi, không gì cả. Và những cách chữa ho, chữa chim bị khàn tiếng em cũng làm rất nhiều rồi đó. Chúng ta có thể là lấy tỏi, sông tỏi này em đã làm video trước rồi đó, hoặc là lấy mật ong pha nước ấm cho chim uống này đó. Thì rất nhiều cách em đã nói rất là kỹ rồi đó, anh em có thể xem lại những video trước của em. Nhưng em bị ho thì đấy, tức là chúng ta đóng lồng quá kín, đóng suốt và nó để vệ sinh bẩn, áo lồng không chịu giặt đó. Thì đấy là những nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng con chim nó bị ho như vậy. Khi chim bị ho thì em khuyên anh em là lên để ý kỹ, bởi vì là cái lúc đầu nói nó cái biểu hiện rất là nhỏ thôi, nó chỉ gọi là khẹt khẹt một tí thôi, thậm chí chúng ta đi qua không nghe rõ đâu đó. Thì anh em lên xác định, đã chúng ta xác định nuôi chim rồi thì chúng ta lên để ý con chim, nên săn sóc, nên thật là kỹ càng với chim, để tâm với nó đó. Thì chúng ta mới phát hiện ra là con chim chúng ta bị ho như vậy thì chúng ta kịp thời chữa, thì chúng ta sẽ chữa rất đơn giản. Khi con chim mới ho anh em chỉ cần chữa 2-3 ngày là khỏi, và nó sẽ không làm chim bị mệt, không phải dùng quá nhiều thuốc nọ thuốc kia, không khiến chim bị suy nhược cơ thể, chữa cũng rất đơn giản đó. Thì cái video này em cũng chỉ làm ngắn thôi để nói về cái nguyên nhân là anh em nuôi chim đang bị ho trong cái mùa thay lông nhỉ, và cách làm sao chúng ta phòng tránh để và hoặc là cách chúng ta chữa trị ho nhỉ đó. Chúc anh em thành công. Xin chào anh em.